Giá thịt lợn trên thị trường hiện nay loại ngon cũng chỉ dao động trên dưới 100.000 đồng một kg. Còn nếu mua thịt lợn đồng giá hỗ trợ người chăn nuôi thì giá cũng chỉ từ 35.000 cho đến 40.000 đồng một kg. Nhưng cũng là thịt lợn, có loại lại có giá lên tới 3,5 triệu đồng một kg mà vẫn có nhiều người mua. Chúng tôi đang nói đến thịt lợn đen Tây Ban Nha, cũng là loại thịt lợn đắt nhất thế giới hiện nay. Đáng nói, món ăn đắt đỏ có giá gấp gần 100 lần thịt lợn phổ thông này lại rất thu hút giới nhà giàu Việt Nam. Tại các cửa hàng bán thực phẩm nhập khẩu ở Hà Nội, thịt lợn đen muối Tây Ban Nha là một món ăn lạ nhưng rất hút khách. Mỗi ngày, các cửa hàng bán được vài kg đến hàng chục kg loại thịt lợn này. Nhiều người tò mò vì nghe tên thịt lợn đắt nhất thế giới nên mua 1-2 lạng về ăn thử. Cũng có người đã từng được ăn ở nước ngoài nên biết và muốn tìm mua ở trong nước. Chủ cửa hàng cho biết, tùy từng bộ phận, giá của các loại thịt lợn này thường dao động từ 3 triệu cho đến 3,5 triệu đồng một kg. Còn loại cao cấp nhất tại Tây Ban Nha có giá khoảng 3,5 triệu đồng một kg và nếu được nhập về Việt Nam thì sẽ có giá bán tới hơn 10 triệu một kg. Theo các chủ cửa hàng, thịt lợn đen Tây Ban Nha được mệnh danh là loại thịt lợn ngon nhất thế giới. Ở các trang trại tại Tây Ban Nha, lợn được nuôi theo chế độ chăm sóc đặc biệt, sau đó khâu chế biến cũng đặc biệt, cho nên mới có giá bán cao như vậy. Trước khi đưa ra phân phối, loại thực phẩm đắt đỏ này còn được kiểm định ADN để chứng thực nguồn gốc.